là một nghệ sĩ, Hà luôn hiểu và đề cao việc duy trì hình ảnh của mình trước mắt công chúng. Và đối với Hà, theo quan niệm của Hà thì có lẽ ngoài vóc dáng thì làn da là điều quan trọng nhất để giữ được hình ảnh của mình. Nếu bạn may mắn sở hữu cho mình được một làn da trắng, khỏe và đẹp thì lúc nào bạn cũng sẽ nổi bật và nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Chính vì vậy mà với cường độ làm việc và lịch làm việc dày đặc như vậy thì Hà không thể tránh khỏi những lúc mà da bị sạm màu và nó không nhìn không được khỏe. Tuy nhiên Hà thì lại không bao giờ đề cao việc phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì nó có quá nhiều sự rủi ro. Mặc dù ngay sau đó thì bạn có thể nhìn đẹp hơn, nhưng mà sẽ không ai trả lời được câu hỏi là về sau thì làn da của bạn có duy trì được sức sống như vậy hay không. Vì vậy mà Hà rất là may mắn khi đến với Lavender Spa, đã được tiếp xúc này và được tìm hiểu, có những thông tin chính xác để giúp cho Hà có thêm kiến thức để bảo vệ làn da của mình đúng cách. Khi mà Hà đến với Lavender Spa thì Hà tinh dùng và rất yêu thích đó là Haisha 3D và Laser 3 bước sóng. Haisha 3D là công nghệ mà thẩm thấu tất cả những điện nhiệt vào trong làn da của mình để giúp cho làn da của Hà khi xuất hiện trước công chúng luôn luôn trắng hồng, mượt mà và có độ ẩm rất là cao. Ngay cả khi mà Hà phải chụp hình ở ngoài trời và bị bỏng nắng thì khi mà đến với công nghệ này thì làn da của Hà đã tái tạo lại một cách nhanh chóng. Và còn laser 3 bước sóng là một công nghệ mà giúp cho làn da mặt của mình luôn luôn mịn màng và tươi sáng. Đây là điều mà Hà rất là chú trọng và quan trọng nhất trong việc giữ hình ảnh của mình. Bởi vì khi bạn muốn xuất hiện trước công chúng hay là trên truyền hình thì gương mặt và làn da của mình luôn luôn được mọi người để ý rất là khắt khe. Vì vậy mà Hà đã luôn luôn tin dùng và cảm ơn Lavender Spa đã cho Hà một nơi, một địa chỉ mà Hà đã tin tưởng và yên tâm cho cái sắc đẹp của mình từ nay về sau.